Rồi mỗi lần em nhật miếng có đúc như em nhật miếng con. Đúc chứ em nhật ngậm đó chứ sao con đúc mà em nhật chưa ngậm đó con đã lấy ra rồi. Đúc chân nhật. Đúc chân nhật miếng con. Đúc nữa chưa em nhật chưa ngậm mà. Đúc lại. Đúc cho em nhật ngậm đó chứ. Ngậm lâu lâu nữa chứ. Ừ, rồi. Ngon không anh hai đúc con thích hả? 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 Rồi đúc cho em miếng nữa coi. Đúc cho em miếng. Vậy hả? Ừ. Ngầm kìa em tới rồi, em tới cho đúc cho em miếng. Đúc, nhìn. Nhìn mới đúc được. Ừ. Vậy không ăn nữa hả? Ừ, vậy không ăn con ăn đi. Rồi đúc cho em nhật. Ừ, rồi, đúc. Đó, đúng rồi, cho em nhật ngậm miếng đã. Ừ. Nhật ngậm luôn hả? Nhật không thả luôn hả? Có một cây kẹo mút mà hai anh em ăn. Đáng lẽ cây kẹo mút này là của em Nhật á. Con ăn kẹo gò vòng rồi đó, đúng không? Chứ sao? Ừ. Rồi em Nhật nhìn kìa, đút cho em Nhật miếng. À, đừng thả cho anh hai Nhật. Rồi thả cho Nhật cầm đi, Nhật ăn miếng đi. Nhật lấy luôn của anh hai hả trời? Trời trời, lấy luôn ăn rồi. Bơi, em ơi, bạn này đi ghê lắm nè. Vậy hả? Bạn gì? Ừ, bạn đi xe ẩu ha. Xe vậy là té chết. Đi xe vậy là không được, té chết nha. Nhưng mà bạn ngủ té. Ừ, nhưng mà ý là còn mình nguy hiểm lắm, hiểu không? Rồi ngồi xuống đi. Ngồi xuống coi đi. Nhật dơ Nhật ơi. Trời. Rồi quay vô kia ngồi. Quay vô kia ngồi. Rồi đút cho em Nhật miếng. Đó. Không ăn nữa hả? Nhật không ăn nữa, con ăn đi.